chào tất cả các bạn. Mình là Rachel đến từ kênh Rachel List Marvel đây. Hôm nay mình sẽ giải đáp một câu hỏi liên quan tới việc là các bạn nên mua Wacom hay là iPad cho quá trình vẽ minh họa của mình nha. Mình sẽ trả lời câu hỏi đó bằng cách thực hiện một bước vẽ bằng ba thiết bị của mình luôn. Đầu tiên đó là một chiếc Wacom có dây, sau đó là một chiếc iPad và cuối cùng là một chiếc Wacom với kết nối không dây. Các bạn cùng xem là cái cảm giác khi vẽ nó sẽ như thế nào qua những sản phẩm kể trên nhé. Để cho tính thống nhất thì với bức tranh ngày hôm nay mình sẽ thực hiện trên phần mềm Adobe Photoshop. Tại vì phần mềm này mình có thể lưu trên Creative Cloud và tải xuống và sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Đó là lý do mình chọn Adobe Photoshop. Những thông tin về sản phẩm, cọ, găng tay và những cái bộ cọ mà mình sử dụng ở trong Photoshop mình sẽ để ở dưới description box cho các bạn cùng tham khảo nha. Và khi các bạn muốn mua bộ cọ trong khóa học của Domestika thì đừng quên nhập code RachelLismarvel10 để được giảm giá 10% nha. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Như các bạn có thể thấy, mình sử dụng Wacom có dây và cái phần dây này nó khá là dài và đặc biệt là nó không có cái đầu cắm tương thích với MacBook mà mình phải có một cái đầu đổi sang Type-C mình mới cắm vào MacBook được. Tuy nhiên, nếu bạn nào sử dụng Windows thì điều này không là một vấn đề lớn. Bây giờ mình sẽ dùng Wacom để vẽ cái phần background nha. Cái Wacom của mình thì nó không có được to lắm cho nên là cái cảm giác mình vẽ nó hơi bị chật. Và mình nghĩ là khi mà các bạn mua thì các bạn nên mua một cái loại lớn hơn. Mặc dù mình thấy là cái kết nối dây này thì nó khá là ổn định nhưng mà nó vẫn có một cái số lỗi. Ví dụ như khi mình rời đường bút một khoảng thời gian ngắn và sau đó mình dùng bút để quay trở lại Wacom thì nó sẽ không nhận diện được cái độ đậm nhạt của bút và mình phải di chuyển ra ngoài một lần nữa rồi mình di chuyển vào thì nó mới nhận dạng lại được. Thì cái tình trạng này mình gặp ngay cả trên Wacom có dây và Wacom Bluetooth, không biết các bạn nào bị giống mình không và các bạn đã sửa như thế nào, các bạn có thể comment cho mình biết nha. Ok, giờ mình quay vẽ dùng Pen Tool cho nên là mình sẽ dùng Pen Tool, sau đó stroke path và fill path để có được cái mảng như mình muốn và mình sẽ áp dụng cái kỹ thuật dùng Pen Tool này với tất cả các phần còn lại nha, tại vì mình quen vẽ với vector ở trong Illustrator rồi đó. Mọi người có giống mình không là khi mà mình vẽ trong Photoshop thì mình sẽ vẽ tất cả các mảng ra trước rồi sau đó mình mới thêm hiệu ứng vào sau. Cái Wacom có dây này thì mình đã mua được rất lâu rồi. Từ lúc mình còn học đại học năm 3 tới bây giờ thì chắc đã là 4-5 năm rồi đó, nhưng mà nó vẫn sử dụng tốt và nó vẫn có những cái kết nối ổn định và gần như là nó không có cái độ trễ khi mà mình vẽ. Tuy nhiên thì cái cảm giác mà mình vẽ ở trên Wacom thì nó sẽ có hơi xước xước một tí. Cái cảm giác vẽ đó thì mình không thích lắm. Tuy nhiên mình thấy đây là một sự lựa chọn rất là phù hợp cho những cái bạn sinh viên đang đi học hoặc là những bạn mới tìm hiểu về ngành minh họa thì các bạn có thể lựa chọn để mua bản vẽ Wacom. Cái bản vẽ này thì mình chỉ mua tầm có 1.000.000 thôi nhưng mà mình đã xài được tới tận bây giờ là mình thấy nó rất là bền và nó gần như là nó không có hư hỏng gì cả. Thì mình nghĩ là các bạn có thể bắt đầu với một cái bản vẽ Wacom trước. Đối với cái iPad mình dùng thì mình phải có một cái găng tay như thế này để khi mà mình vẽ thì những cái phần mình tì vào iPad thì nó sẽ không có bị đè cái cọ lên trên đó và tạo thành những cái vệt vẽ mà mình không mong muốn. Ở trên iPad mình hoàn toàn có thể mở cái tệp mà mình đã lưu trên Adobe Creative Cloud và tiếp tục vẽ nó ở trong iPad. Cái gói của mình là 1TB lận cho nên là mình có thể lưu được rất là nhiều file ở trên đó. Thì cái phiên bản Adobe Photoshop ở trên iPad cơ bản là nó sẽ có những cái công cụ để phục vụ cho cái việc vẽ minh họa. Mình thấy là có một số cái effect thì hiện tại nó vẫn chưa khả dụng ở trên iPad và những cái tính năng, những công cụ cũng sẽ bị hạn chế hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở cái phạm vi bài vẽ hôm nay thì mình muốn xài ổn các bạn ạ. Ok, không sao. Thì bây giờ mình sẽ vẽ những cái bọt sóng cho cái phần biển này nha. Mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ. Đầu tiên là các bạn hãy vẽ ra những cái đường line để hình dung là cái lưới bọt của mình như thế nào. Sau đó, để tạo cái sự không đều thì mình sẽ tô đậm hơn cho một số phần. Như trên màn hình thì các bạn cũng có thể thấy là ngón tay cái bên tay trái của mình nó đang giữ một cái nút ở dưới để chuyển đổi nhanh từ phần cọ sang phần gôm để bôi đi một số đường nét mà mình cảm thấy là cần gọt lại.
Thì như vậy thì mình sẽ có một cái lưới sóng nó mang tính chất ngẫu nhiên hơn. Mọi người có thể tạo những cái layer mới và tạo clipping mask bằng cái nút đang được tô xanh mà mình đang để ở bên tay phải. Và bây giờ thì mình sẽ tạo cho nó một cái layer mask và mình sẽ nhân đôi cái layer sóng. Sau đó thì mình sẽ làm cho cái layer sóng từ mờ tới rõ bằng việc sử dụng mask. Thực ra là mọi người không cần phải nhân đôi layer như mình đâu. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng một cái cọ và điều chỉnh cái opacity để tô trên cái phần mask của một layer thôi thì cũng được. Thì bạn nào hay làm cách này ở trên Photoshop và trên máy tính thì cũng sẽ có thể làm tương tự ở trên iPad nha. À, bây giờ mình sẽ review cho các bạn về cái cảm giác vẽ ở trên iPad thì thực sự nó rất là mượt mà và nó không có độ trễ. Và cái cây Apple Pencil thì nó giúp mình rất là nhiều trong những cái thao tác. Và khi mà mình vẽ ở trên những cái phần mềm khác như là Procreate thì mình có thể tap hai lần vào thân bút để chuyển nhanh từ phần bút sang phần gom, chứ không phải như ở trong Photoshop này là mình phải bấm vào cái nút bấm như hồi nãy đâu. Mình biết là còn có nhiều thao tác khác nhau với Apple Pencil nữa, nhưng mà do mình chỉ tập trung vào cái việc vẽ thôi cho nên là chưa tìm hiểu hết. Thì các bạn nào có mẹo hay với Apple Pencil thì có thể comment ở dưới cho mọi người cùng biết nha. Cấu hình iPad của mình sẽ để dưới phần description box cho các bạn nào tham khảo nha. Bây giờ thì mình sẽ thêm những cái lớp màu cam và xanh dương để tạo những cái lớp chuyển màu thật là tự nhiên cho cái phần biển của mình. Mình sử dụng cây cọ All-in-One này, và cái cọ này thì mình tình cờ được một người bạn chia sẻ ở trong group designer Việt Nam, và mình thấy là cây cọ này nó thực sự nó rất là đa năng, đúng ý nghĩa của nó là All-in-One luôn á. Nó sẽ giúp các bạn có những bước lên màu nhìn rất là tự nhiên như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tạo cái phần bọt nước vẩy lên nha. Mình sẽ sử dụng rubber tool để chấm một cái màu sáng như thế này và sử dụng cọ của Domestika để tạo những cái phần bọt nước đen văng lên. À, mà khi sử dụng iPad lâu thì mấy các bạn sẽ gặp tình trạng là nóng máy, và mình đã sử dụng máy có con chip M1 nhưng mà có vẻ khả năng tản nhiệt của cái này cũng không đáng kể hơn là bao. Lượng pin của iPad theo mình đánh giá thì nó khá là tốt và sử dụng được lâu, và mình cũng rất là ít khi sạc tại vì nó ít hết pin đó, và mình cũng chỉ sử dụng để vẽ thôi và cũng không xài nhiều. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần khối cho cái phần bọt sóng nha. Mình sử dụng một màu hồng và mình tán đều vào cái phần rìa, sau đó mình sử dụng một màu tím đậm hơn và tán tiếp vào cái phần mép dưới cùng. Thì tóm lại là cảm giác vẽ trên iPad lúc nào cũng thích hơn rồi, tuy nhiên thì cái giá cả của nó cũng cao hơn. Mình nghĩ khi nào mà các bạn đi làm rồi và có đủ điều kiện để đầu tư và nuôi dưỡng đam mê của mình thì hãy mua một cái iPad. Ở đây mình sẽ chọn một cái màu cam sáng hơn và dùng một cái cọ noise để tạo hiệu ứng cát. Các bạn hoàn toàn có thể nhập những cái cọ mà các bạn dùng ở trên Photoshop bản PC vào iPad đều được luôn. Như mình đã nói thì đây không phải là một cái sản phẩm mà các bạn cần thiết phải mua lúc mới bắt đầu học vẽ. Các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với một chiếc Wacom, và mình thấy là những thao tác mà mình thực hiện trên PC thậm chí là sẽ đầy đủ hơn là ở trên phiên bản mini này. Nhưng mà khi mà các bạn dùng iPad thì cái ưu điểm của nó là nó rất là gọn nhẹ và các bạn có thể mang nó đi ở bất kỳ nơi nào. Thì mình có thể dùng cái iPad này để đi và sáng tác ở khắp mọi nơi. Bây giờ thì mình sẽ tạo những cái lớp sáng tối cho cái phần bánh ở phía dưới. Và cái này thì các bạn chỉ cần dùng một cái màu tối hơn và có độ bão hòa cao hơn để mô tả những cái phần tối. Còn những cái phần sáng thì các bạn sẽ dùng một cái màu có độ sáng hơn và độ bão hòa thấp hơn. Bây giờ thì mình sẽ dùng một cái cọ trong bộ cọ của Kyle để tạo những cái phần vệt tròn tròn chấm chấm ở bên lớp bánh đang tạo hiệu ứng bánh hết, và trong nó bong xốp như thế này. Chốt lại phần vẽ trên iPad tới đây thôi nha. À, khi mà các bạn sử dụng phiên bản lưu trên cloud của Photoshop thì các bạn sẽ không cần phải nhấn nút lưu tại vì nó sẽ tự sao lưu cho các bạn. Mình tiếp tục mở cái tài liệu cloud đó ở trên Photoshop ở máy tính và mình sẽ vẽ tiếp. Kết nối Bluetooth thực ra cũng khá nhanh, mình chỉ cần bấm nút nguồn ở trên Wacom, và do là đã được thiết làm sẵn rồi thì máy tính mình nhanh chóng bắt được kết nối Bluetooth đó. Phần bột cam thì đầu tiên mình copy cái hình tròn đáy ở dưới ra, thu nhỏ nó lại và sau đó dùng Hue Saturation để khiến cho màu nó nhạt hơn và sáng hơn. Sẽ dùng cọ này của Kyle để vẽ những cái phần tiết cam ở bên trong. Cái cọ này là cái cọ cho mình cảm giác giống như là
bút chì than rõ nhất và mình rất là thích dùng cái cọ này. Sau khi vẽ xong những cái khung này á, thì mình sẽ tiếp tục dùng cái cọ của Kyle để tô ở bên trong. Và khi các bạn tô thì các bạn hãy nhớ chừa những cái phần khoảng trắng như thế này để tạo cảm giác giống như là những cái tép cam mọng nước nha. Mình sử dụng cái phần cọ xốp của Domestika để có những cái phần sáng tối rõ rệt ở trên phần ruột cam này. Các bạn vẽ Wacom Bluetooth của mình đó, thật ra nó rộng hơn là các bạn có dây, cho nên là cái cảm giác vẽ cũng thích hơn. Và cái bản này thì mình được tặng với cuộc thi Adobe Certificate Associate. Thời điểm mình được tặng nó là năm 2018, tới nay mà vẫn sử dụng tốt và vẫn có kết nối ổn định. Về cái bản vẽ này á, thì thời lượng pin của nó cũng khá là tốt và các bạn chỉ cần cắm sạc qua cổng USB là được. Và đồng thời các bạn có thể vừa sạc vừa vẽ luôn, đây cũng là một cái điểm khá là tiện. Mình không thể ước chừng được con số cụ thể về thời lượng pin của các thiết bị, tại vì mình cũng đã sử dụng nó một thời gian dài rồi thì dĩ nhiên là cái thông số pin của nó sẽ không thể nào được như hãng cung cấp nữa. Tuy nhiên là mình thấy là cái số lần mà mình phải sạc nó thì cũng khá là ít và mình sử dụng được lâu sau mỗi lần sạc, cho nên là mình chỉ nói đại khái như vậy thôi. Nếu mà lựa chọn giữa Wacom có dây và không dây thì mình vẫn khuyên các bạn sử dụng Wacom không có dây loại như loại của mình. Mình sẽ để link sản phẩm của mình ở dưới description box cho các bạn tham khảo nha. Lý do đơn giản là tại vì kết nối Bluetooth của nó rất là ổn định, nó ít khi bị lag, gần như là từ lúc mình chuyển sang sử dụng MacBook thì nó không bị lag luôn á. Và nó vẫn bị cái lỗi như mình gặp ở bên Wacom có dây á, là khi mà mình rời bút một khoảng thời gian khỏi bản vẽ rồi mình quay bút lại á, thì nó sẽ không nhận diện được đồ đậm nhạt. Thì đó là cái lỗi duy nhất mà mình gặp được trong quá trình sử dụng cái Wacom này thôi. Cái phần con sò này thì mọi người hãy blend màu cho các phần vỏ tùy thích nha. Và sau đó mình sẽ cho nó một lớp crop shadow và mình sẽ copy ra những cái con khác. Và mình sẽ điều chỉnh màu của mỗi con lại cho mỗi con có một vẻ khác nhau thì nó sẽ được như thế này. Và mình sẽ copy cái lớp kem mà mình đã vẽ trước đó, mình để xuống và sau đó mình sẽ tô thêm cái phần bóng cho cái lớp kem đó. Và cái lớp bánh ở trên á, thì mình đã copy xuống cái phần dưới và mình đã sửa lại cái phần họa tiết một chút để cho nó có sự khác biệt với cái phần bánh ở trên. Bây giờ thì mình sẽ thêm một cái phần khối cho phần nước của mình ở trên để khiến cho nó không còn phẳng như thế này mà khiến nó sẽ giống như một lớp kem nổi lên trên. Mình sẽ sử dụng một loại cọ mềm hơn và dùng một màu sáng hơn để tạo cái phần highlight cho phần khối này. Bây giờ thì mình sẽ đổi cái màu background một tí. Mình muốn đổi sang một màu có sắc độ xanh đậm hơn để khiến cái bánh của mình nó không bị chìm và đồng thời làm rõ những cái lớp effect ở trên thì trong nó nhìn nó sẽ đẹp và tự nhiên hơn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cọ Odin One cùng với một màu tối hơn để tô phần bóng và sử dụng cái cọ trong bộ của Kyle để tạo thêm những cái hiệu ứng xung quanh. Và các bạn đừng quên tỉa tót những cái chi tiết để khiến nó đẹp hơn nha. Mình sẽ sử dụng một cái cọ mây để thêm hiệu ứng, đây là cọ mây mà mình yêu thích nhất. Tới đây thì cũng đã gần xong bức tranh rồi, hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video lần này và lựa chọn thiết bị phù hợp. Nếu thấy hay đừng quên like và subscribe channel Rachel Liz Marvel nhé. Tạm biệt các bạn.